Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, những năm gần đây và đặc biệt trong những tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tiếp tục tăng. Tuy nhiên thì điều này khiến các doanh nghiệp gỗ đứng trước thách thức lớn về nguồn nguyên liệu. Khát nguyên liệu đang là bài toán khó giải của các doanh nghiệp gỗ. Thực trạng vấn đề này như thế nào? Làm sao để giải quyết bài toán nguyên liệu cho ngành gỗ? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi làm rõ trong chuyên đề ngành gỗ và bài toán nguyên liệu. Trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận từ phóng viên kênh truyền hình VTV. Trong năm 2018, doanh nghiệp này đạt mục tiêu xuất khẩu là 10 triệu đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, công ty cần khoảng 500.000 mét khối gỗ nguyên liệu. Tuy nhiên, việc thu mua nguyên liệu trong nước lại liên tục khó khăn do khan hiếm và giá cả tăng cao. Thì khó khăn thì thực sự thì cái ngành gỗ thì nó không ổn định về cái nguồn nhân lực. Hơn nữa thì cái nguồn nguyên liệu nó vẫn không có ổn định. Thì cái mức độ nhập khẩu thì khoảng 5-60%. Theo các doanh nghiệp, tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất không chỉ xảy ra với Trường Thành mà hầu hết các doanh nghiệp sản xuất về đồ mỹ nghệ và chế biến gỗ của Việt Nam đều đang phải đối mặt trong thời gian gần đây. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm ngành gỗ của Việt Nam sử dụng khoảng 35 triệu mét khối gỗ nguyên liệu để sản xuất và xuất khẩu, trong khi đó nguồn gỗ nguyên liệu từ trong nước chỉ cung cấp được khoảng 23 triệu mét khối, phần còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng ta thấy là cái kim ngạch xuất khẩu rất cao nhưng mà hiện nay vẫn còn một cái nghịch lý là vẫn còn nhập khẩu cái nguồn nguyên liệu. Rồi cái giá bán của chúng ta nó cũng chưa thực sự tương xứng với cái chất lượng cái sản phẩm từ gỗ của Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu gỗ liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ, nhưng phải nhập khẩu tới 2,18 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu, tăng 16% so với năm 2016. Trong 4 tháng đầu năm 2018, ngành gỗ đã xuất khẩu 2,6 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên lượng nguyên liệu nhập khẩu lên tới gần 700 triệu đô la Mỹ, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ so với cùng kỳ năm 2017 của hầu hết các thị trường nhập khẩu chính đều tăng. Thì có khó khăn đầu tiên thì tôi nghĩ đó là cái thiếu hụt nguyên liệu. Hàng năm chúng ta phải nhập khẩu tới 50% đến 60% nguyên liệu. Thứ hai thì cái giá nguyên liệu thường tăng. Giá nguyên liệu thường tăng thì cái đó cũng khó cho các nhà sản xuất. Theo tính toán, xuất khẩu sản phẩm gỗ tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ thì nhu cầu gỗ nguyên liệu tăng thêm khoảng 3,5 triệu mét khối, trong khi đó gỗ trong nước, gỗ rừng trồng chỉ khoảng 10 đến 15% đạt yêu cầu. Do nguồn cung thiếu hụt nên giá cả nguyên liệu tăng cao và các doanh nghiệp cũng phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nước trong khu vực trong việc thu mua nguyên liệu. Theo các chuyên gia, ngành gỗ Việt Nam vẫn đang còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Vậy những khó khăn thách thức đấy là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích tiếp theo. Trong năm 2018, Việt Nam phải sử dụng khoảng 35 triệu mét khối gỗ, với dự kiến đến năm 2020 đạt 10 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu thì nguồn cung gỗ nguyên liệu sẽ thêm 4 đến 5 triệu mét khối trên một năm. Tuy nhiên, điểm yếu của gỗ Việt là diện tích gỗ rừng trồng rất lớn. Nhưng những cánh rừng có chứng chỉ FSC mới chỉ đạt khoảng 220.000 ha trên tổng số khoảng 4 đến 5 triệu ha. Muốn có khoảng 1 đến 2 triệu ha gỗ sạch phải phấn đấu vài chục năm sau. Thêm vào đó, gỗ đường kính lại nhỏ quá nên năng suất gỗ trên chu kỳ thấp. Do vậy, mỗi năm gỗ trong nước khai thác khoảng 20 đến 30 triệu mét khối thì chỉ khoảng 4 triệu mét khối làm đồ gỗ, còn lại là răm và các loại ván nhân tạo, còn lại đều phải nhập khẩu. Nguyên liệu rừng tự nhiên chúng ta đã đóng cửa rừng cách đây hơn 10 năm. Chính phủ đã đóng cửa rừng thì cái đấy là hoàn toàn cái chuyện rừng là gỗ ở rừng chúng ta không có dùng để sản xuất xuất khẩu. Mà hiện nay sản xuất xuất khẩu là chúng ta là 50% là nhập khẩu và 50% là gỗ rừng trồng. Mà gỗ rừng trồng chủ yếu những cái cây là hay tràm, bạch đàn, cao su là những cái cây mà theo tôi nghĩ là những cây mọc nhanh cho nên chất lượng không cao. Bên cạnh đó, một số cho biết gỗ là ngành đặc thù, phải vận chuyển gỗ từ khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa nên chi phí vận chuyển cao, giảm sức cạnh tranh cho sản phẩm. Cái nguồn nguyên liệu trong nước thì nó chủ yếu phổ biến là hiện nay là gỗ tràm keo và cao su. Nhưng mà cao su thì hiện nay là cũng rất là khó khăn cho vấn đề mua bởi vì là chất lượng
kể cả gỗ tràm keo cũng vậy, nguồn thì nó không ổn định, đặc biệt là ngoài phía Bắc thì cái nguồn nguyên liệu thì nó có giữa tiêu chuẩn và cái vận chuyển nó xa xôi, và đa phần ngoài đó thì người ta là bơm bán giấy, mâm để nó bán giấy, bán nguyên liệu giấy, nên dẫn tới là phải muốn ổn định doanh nghiệp thì không phải là liên kết để nhập gỗ. Theo nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, chẳng những thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong nước mà nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài cũng khan hiếm. Nguyên nhân là do Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Chile, các nước châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay các thị trường này đều đưa ra chính sách cấm nhập khẩu gỗ tròn và gỗ sẻ từ rừng trồng. Cụ thể, năm 2014, Myanmar ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn. Tháng 5 năm 2016, Lào đã ban hành Nghị định 15/PM, trong đó đình chỉ việc xuất khẩu các loại gỗ tròn, gỗ sẻ kích thước lớn. Năm 2017, Trung Quốc đóng cửa rừng tự nhiên tại 14 tỉnh. Theo đó, 50% lượng gỗ nguyên liệu thiếu hụt nước này sẽ phải nhập khẩu, trong đó phần lớn sẽ đến từ Việt Nam. Vì thế, nguyên liệu gỗ của Việt Nam đã thiếu, nay sẽ càng thiếu hơn. Nhập khẩu nguyên liệu hiện nay là một trong những cái khó khăn lớn nhất. Không những chúng ta nhập khẩu nguyên liệu mà cái nước lớn kế chúng ta đó là Trung Quốc. Trung Quốc cũng thiếu hụt nguyên liệu, hàng năm Trung Quốc phải thiếu hụt tới 60 triệu mét khối. Và Trung Quốc thiếu hụt thì sẽ bổ sang các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Chẳng những thiếu nguyên liệu, việc các doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đẩy mạnh thu mua gỗ nguyên liệu tại Việt Nam và các thị trường trong khu vực đã đẩy giá nguyên liệu tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Cái nguồn nguyên liệu đầu vào trong năm 2017 so với năm 2018 này thì đã có sự gia tăng rồi. Chẳng hạn như cái gỗ quai óc năm 2017 giá khoảng 340-360 euro thì đến năm 2018 này đã tăng lên khoảng chừng 440 euro đến 460 euro, thì khoảng 15%, thì như thế là ảnh hưởng đến cái giá thành tiêu thụ ở công ty. Là hiện nay cái ngành gỗ là cái nguồn nguyên liệu là chúng tôi nhập khẩu từ Mỹ nè, từ Úc, là từ Châu Âu nè, từ rất là nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại là cái nguồn nguyên liệu thì rất là cạnh tranh với nhau. Từ những cái sản phẩm như là gỗ cao su hay là gỗ tràm thì cái giá nó ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện nay mua gỗ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc tìm nhà cung cấp với gỗ có nguồn gốc hợp pháp cũng là một khó khăn, đặc biệt là thị trường châu Phi. Theo đó, tại Việt Nam đang có sự lộn xộn về tên gọi của các loại gỗ nhập khẩu từ châu lục này, thậm chí cùng một loài nhưng có cả chục tên gọi khác nhau. Các nhà nhập khẩu, cơ sở chế biến tại các làng nghề đang sử dụng tên các loại gỗ của Việt Nam để đặt cho một số loại gỗ nhập khẩu từ châu Phi, dẫn đến sự nhầm lẫn. Ví dụ, trong tờ khai hải quan, gỗ nhập khẩu tên tiếng Việt được gọi là gỗ cẩm, trong khi tên khoa học trong tờ khai này lại được mô tả bằng 11 tên khác nhau. Tương tự vậy, gỗ hương có tới 15 tên khoa học, gỗ lim có tới 14 tên khoa học khác nhau. Điều này có thể gây khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gỗ nhập khẩu. Những cái quốc gia nhập khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ, như Nhật Bản, Hàn Quốc thì nhập khẩu tới 70%. Của Việt Nam thì những nước này đưa ra những cái đạo luật đó thì cũng không phải là mới, mà cái đạo luật này chúng ta thực ra là chúng ta đã có cái kiểm soát cách đây hơn 10 năm. Là đầu tiên chúng ta làm gỗ thì cái đầu tiên đưa vào đó là gỗ phải có chứng chỉ FSC, rồi tiếp tục là những cái đạo luật của các quốc gia được đưa ra, thì càng ngày chúng ta dần dần mà vào cái sân chơi lớn thì chúng ta phải chấp nhận vào cái quy luật như thế. Theo tôi nghĩ cái này đưa ra cũng có những cái doanh nghiệp nhỏ hơi khó. Theo các chuyên gia, giai đoạn 2020-2025 sẽ là thời điểm thấp điểm thanh lý gỗ cao su trong nước. Lúc đó, nguồn cung mặt hàng này dự kiến còn tiếp tục giảm mạnh. Do đó, để doanh nghiệp gỗ đứng vững trong thời gian tới, ngành gỗ Việt Nam phải sớm có giải pháp về nguyên liệu để đáp ứng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay cả nước đang có khoảng 4,1 triệu hecta rừng trồng phục vụ cho ngành gỗ. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 220.000 hecta đã được cấp chứng chỉ FSC hay còn gọi là chứng chỉ gỗ sạch. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành gỗ là 15% một năm, trong khi đó thì nguồn nguyên liệu hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu. Do đó, để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì các doanh nghiệp cần phải tìm nhiều giải pháp để giải quyết bài toán nguyên liệu. Yeah.
là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm gỗ sang các thị trường lớn như châu Âu, Anh, Mỹ. Đại diện công ty F Furniture cho biết để giảm áp lực nguồn cung nguyên liệu, công ty đã đa dạng hóa nguyên liệu, thị trường và chủng loại sản phẩm. Nếu như trước đây gỗ nguyên liệu là các loại gỗ cứng như gỗ sồi, tràm, lim, chắc, thì hiện nay công ty đã kết hợp thêm các loại gỗ mềm như gỗ solid, gỗ MDF, gỗ veneer. Không chỉ riêng F Furniture mà nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay cũng đang lựa chọn giải pháp này để đáp ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. Thì cái nguồn nguyên liệu khi mà nó khan hiếm như thế thì công ty cũng có nhiều giải pháp, là công ty đã đa dạng hóa được thị trường cũng như là chủng loại sản phẩm. Thì chúng tôi có sự kết hợp giữa cái sợi gỗ solid, gỗ nhập khẩu và gỗ nội địa. Thì trong qua đó thì chúng tôi có sử dụng gỗ MDF, gỗ MDF veneer và gỗ tràm, gỗ cao su kết hợp với gỗ xuất nhập khẩu, thì nó sẽ bớt áp lực đi thị trường về nguyên liệu. Thì thực sự về nguồn nguyên liệu thì bất cứ công ty nào cũng vậy, nó chiếm cái tỷ trọng rất là lớn cho cái ngành đồ gỗ, chiếm từ 60-70% toàn bộ về cái thị trọng đó. Thì với cái tình hình này thì các doanh nghiệp, đặc biệt ở Trường Thành, thì sẽ chuyển song song mà cùng lúc là vừa làm cái gọi là nguyên liệu và nguồn nhân tạo, như là ván, bên cạnh đó thì là gỗ, thì cái mức độ nhập khẩu thì khoảng 5-60% cho cái vấn đề này để giải quyết cái bài toán này. Và trong tương lai để giải quyết vấn đề này thì cần một sự hoạch định nguyên liệu từ xe bằng cách kết hợp với những nhà cung cấp nước ngoài, họ có tiềm năng và liên kết với họ để có một cái nơi cung cấp lâu dài cho bảo đảm vấn đề sản xuất. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành gỗ là 15% trên một năm, trong khi đó nguồn nguyên liệu hiện tại chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu. Do đó, để phát triển bền vững, đạt được những mục tiêu đã đề ra thì các doanh nghiệp trong ngành gỗ phải nhanh chóng giải quyết bài toán về nguồn nguyên liệu. Nhiều người trong ngành cho biết, để giải quyết bài toán nguyên liệu cho ngành gỗ một cách bền vững, các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh liên kết với các hộ trồng rừng. Thời gian qua, mô hình này mặc dù đã được hình thành và có bước phát triển đáng kể, song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cũng như mang lại hiệu quả cao. Các mô hình liên kết trồng rừng giữa các công ty và hộ trồng rừng vẫn còn mang tính chất tự phát, được hình thành chủ yếu do nhu cầu kết nối của công ty và hộ trồng rừng. Như đã nói, tức là đặc biệt là Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ, chúng tôi là những cái nhà người lãnh đạo ở trong cái hội đã có cái chủ trương là hướng các cái doanh nghiệp đến sử dụng cái nguồn gỗ hợp pháp. Nguồn gỗ hợp pháp đây có thể là cái nguồn gỗ nhập khẩu, và thứ hai là cái thể là nguồn gỗ trồng trong nước. Thì cái điều này sẽ giúp cho cái việc mà phủ xanh những cái cánh rừng ở tại Việt Nam. Thì đây là một trong những cái chủ trương, và chúng tôi là làm sao để cho cái hành tinh càng lúc càng xanh. Cái thứ nhất là đối với diện tích cái gỗ nguyên liệu của Việt Nam 4,1 triệu hecta thì chỗ này phải đẩy mạnh cái khâu thâm canh để nâng cao hơn cái sinh khối làm cái nguyên liệu phục vụ cho cái công nghiệp chế biến. Chúng ta tăng cường các cái diện tích được công nhận chứng chỉ FSC làm cái cơ sở để chúng ta tạo nguồn nguyên liệu có truy xuất, đảm bảo cho cái công tác chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề ra mục tiêu trong năm 2018 sẽ trồng mới 195.000 ha rừng và chuyển hóa 15.000 ha rừng trồng hiện có sang kinh doanh nguyên liệu gỗ lớn. Cùng với đó sẽ khoanh nuôi tái sinh 360.000 ha, trồng 50 triệu cây phân tán, từng bước góp phần chủ động các vùng nguyên liệu gỗ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.